ta đã tìm thấy chân lý thâm thâm vi diệu mà người thông thường không dễ gì thấu hiểu và thực hành. Chúng sinh được phân làm bốn hạng như sau. Hạng thứ nhất là những vị thông minh lanh lợi, là những người có thể thông hiểu giáo lý nhanh chóng. Họ được ví như hoa sen vừa chạm ánh sáng thì liền nở ngay. Hạng thứ nhì là hạng thông minh bậc trung, là những người có thể thông hiểu giáo lý khi được dạy bảo và tu tập. Họ được ví như hoa sen nhô lên khỏi mặt nước và sẽ nở vào ngày hôm sau. Hạng thứ ba là hạng kém thông minh, là những người có thể thông hiểu giáo lý khi được dạy bảo và tu tập lần lần. Họ được ví như hoa sen lớn dần trong nước và dần dần nhô lên khỏi mặt nước và cuối cùng sẽ nở. Hạng sau cùng là những người không thể học tập gì được, cho dù đã được nghe giáo lý, thế nên họ sẽ có thể giác ngộ vào đời sau. Họ được ví như hoa sen ở trong vườn và trở thành thức ăn cho cá rùa. Vì thế, ta sẽ dốc hết sức để truyền chân lý đến tất cả chúng sinh, cho đến khi nào giáo pháp của ta được thành lập và mang lợi ích đến cho hết thảy mọi loài. Đáng tiếc